This is a Marineland. This is the roof. Ah, our roof. Yes. I look at it. Ba của Sơn là đi cái xe đẩy màu xanh. Đây, đúng vậy, Sơn có cái xe đẩy thật là đặc biệt. À, phải mướn 9 đồng một ngày. Đâu, đẹp luôn đâu, nó giật lên giật xuống mà.